Hello, xin chào mọi người đến với kênh của Gỗ Long Ly. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một trong những bộ Minh Cúc voi tay 13, chân 15, 10 món cực kỳ đẹp luôn. Và với bộ này nó sẽ đi kèm với cả một con kệ tivi như bên trong hình mọi người nhé. Thì với con kệ kia thì em sẽ giới thiệu với mọi người trong một clip khác. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cái bộ Minh Cúc voi 10 món chất liệu gỗ hương đá này. Và như mọi người thấy, em đang kê theo hình chữ U. Và nếu mà nhà bác nào mà có phòng khách rộng ấy, kê này thì cực kỳ đẹp luôn. Và với bộ Minh Cúc voi này thì nó sẽ đục cả hai mặt mọi người ạ. Anh cũng về bên em từ đầu năm và đến bây giờ là cũng gần cuối năm rồi. Thì bởi vì nhà anh, lúc anh đặt ấy, thì nhà anh mới đang xây thôi. Thì hiện tại cũng sắp xong rồi và em cũng đã hoàn thiện xong cái bộ này. Thì nhân dịp này em sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết của một cái bộ Minh Cúc voi 10 món, tay 13, chân 15, chất liệu gỗ hương đá. Nó sẽ có điểm gì đặc biệt. Và đầu tiên em sẽ giới thiệu với mọi người chiếc ghế đơn. Và như mọi người thấy, cái chiếc ghế đơn này được đục tay hoàn toàn mọi người nhé. Đục tay kênh bong cực kỳ sắc nét luôn. Từ cái ngà voi này, từ cái cánh lá này, hoa lá tây này. Đó, rất là đẹp đúng không mọi người? Đó, bên cạnh đây là với những cái sản phẩm Minh Cúc voi cao cấp này thì bên em cũng sẽ được đục cả hai mặt đây. À, đục mặt sau thì giống y hệt như đục mặt trước luôn mọi người ạ. Đó, nó rất là khác biệt với cả những hàng phổ thông trên thị trường. Và bình thường những hàng phổ thông thì đằng sau này sẽ đục ít hơn. Đó, và như mọi người thấy cái vách tựa này cũng sẽ được bên em làm cong mọi người nhé. Làm cong, và khi làm cong như này mặc dù nó sẽ tốn gỗ hơn nhưng mà bù lại thì mọi người sẽ được một cái sản phẩm nó sẽ thoải mái hơn. Khi mọi người dựa vào thì nó sẽ cong bám sát theo lưng mọi người. Nó sẽ tạo cho mọi người một cái cảm giác thoải mái hơn với những cái sản phẩm mà làm vách tựa thẳng. Và khi mà làm cong thì cái dáng của bộ sản phẩm ấy nó cũng sẽ đẹp hơn mọi người nhá. Mọi người thấy không? Cái dáng này rất cong dẻo luôn. Với cái tay này cũng là tay nguyên khối 100% mọi người nhá. Cái mẫu voi này là cái mẫu mà anh đặt. Cái mẫu voi này là mẫu anh đặt. Khuôn tranh là khuôn tranh 4 ván dày 2 phân, khuôn tranh 4 ván 2. Và với bộ này nó sẽ có hai tầng cổ chỉ đây. Rất là đẹp luôn. Và các cái đường khuôn tranh này và các cái đường bo này, mọi người thấy không? Rất là cong dẻo, khác biệt hoàn toàn với cả những cái sản phẩm phổ thông. Và với cái bộ này thì em cũng sẽ làm thêm một cái quai túi để tạo sự liền mạch giữa phần yếm và phần chân. Chân này là chân 15 mọi người nhé. Đây, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Nói chung là hàng bên em làm là toàn là những cái tấm bắp bìa và không dính tâm. Đây là khi mà chất lượng đầu ra sản phẩm thì mọi người có thể yên tâm luôn. Và thứ hai em sẽ giới thiệu với mọi người là chiếc đoạn dài. Và như mọi người thấy thì cả cái phần xương này là nguyên một khối và được đục tay cực kỳ là kênh bong sắc nét mọi người nhé. Mọi người thấy không? Từng cái ngà voi này, từng con rơi này, rất là có hồn luôn. Đó. Và khi mọi người nhìn xuống thì sẽ thấy cái phần vách tựa được làm cong và được đục sâu xuống nền là 2 phân. Thì như thế thì những cái chi tiết mà được đục trên cái phần vách tựa sẽ rất là nổi. Đây mọi người có thể ngắm chi tiết là một lần lượt. Đó. Rất là đẹp luôn mọi người. Và khi góc này mọi người thấy không? Cái phần vách tựa sẽ được uốn cong. Thì như thế thì khi mà ngồi sẽ rất là thoải mái luôn. Và với cái đoạn này thì chúng ta sẽ sở hữu được một cái mặt ván. Và với cái mặt ván dài như này thì vân đẹp là một điểm cộng rất là lớn luôn. Và như mọi người thấy này, cái đường vân của nó này như da báo luôn, rất đẹp đúng không mọi người? Đó. Và bên dưới thì các cái đường khuôn tranh này cũng sẽ được bên em nhấn. Cái đường sen dẹo đây, mọi người thấy không? Nhấn rất là sâu luôn. Và bình thường những cái hàng phổ thông trên thị trường ấy, khuôn tranh người ta sẽ không thể nào đục sâu được như này. Mặc dù nó cũng sẽ làm chỉ là một cái điểm nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó cũng sẽ tạo một cái điểm nhấn cho sản phẩm để sản phẩm của mọi người được các cái chi tiết nó sẽ đẹp hơn. Và thứ ba là ở chính giữa của bộ Minh Cúc voi này sẽ sở hữu một cái chiếc bàn lớn mọi người nhé. Độ rộng ở đây nó là 97 phân và chiều dài của nó là 1m67. Và như mọi người thấy thì ở chính giữa nó sẽ đục một bức tranh là Long Ly Quy Phượng. Và mẫu tranh này là mẫu tranh yêu cầu. Và như mọi người thấy thì cả cái mặt này là nguyên một lá rộng 70 phân mọi người nhé. Rộng 70 phân, mọi người thấy không? Cái bức đục này rất là đẹp luôn. Đó, cái đường này, từng cái vảy rồng đây, rất là chi tiết đúng không mọi người? Và với những cái sản phẩm cao cấp thì nó sẽ bên dưới sẽ có hai chiếc ngăn kéo. Đó, và ngăn kéo thì cũng sẽ được bên em đóng mộng và làm dây rất là đầy đủ mọi người nhá. Mọi người thấy không? Đóng mộng và làm dây rất là kỹ luôn. Và khi mà có cái phần dây trượt như này thì sẽ giúp cái phần ngăn kéo không tiếp xúc với phần chỉ bên dưới, gây ra ma sát, cũng như là mọi người có thể sử dụng được lâu bền. Và thứ hai nữa đó chính là cái phần ngăn kéo này cũng sẽ được bên em đục theo kiểu móc mo như này. Và khi mà đục theo kiểu móc mo như này thì mọi người sẽ có thể sử dụng được nhiều năm mà không lo bị han dỉ màu so với cả những cái sản phẩm mà sử dụng cái núm đồng. Đó, đây là một đặc điểm mà mọi người có thể lưu ý khi mà đi chọn hàng rồi nhá. Đó. Và cuối cùng của nó sẽ là 4 chiếc đôn, 2 chiếc đôn kẹp đang để bên cạnh đây và 2 chiếc đôn con. Và với chiếc đôn kẹp thì mặt của nó sẽ là đục mặt chống đồng. Và bên dưới cũng sẽ là có ngăn kéo mọi người nhá. Đó, rất là đẹp đúng không mọi người? Và với kiểu kê này thì 2 chiếc đôn kẹp thì sẽ được kẹp giữa 2 ghế. Đó. Và khi mọi người sử dụng thì mọi người có thể đặt lọ hoa hoặc là bức tượng lên trên sẽ rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không? Đây. Rất là đẹp đúng không mọi người? Và cuối cùng là 2 chiếc đôn con đây. Mọi người có thể nhìn cái dáng của chiếc đôn con đây, nhìn sẽ rất là đầm luôn. Đó, mọi người thấy không? Cái đường chi tiết này
là bên em làm rất là kỹ, và các cái đường quai túi này sẽ tạo ra cảm giác liền mạch giữa cái phần chân và phần yếm đây đó. Và nếu mà ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em, bên em theo số điện thoại là 0865 183 185 hoặc 0836 138 383. Và mọi người có thể nhìn lại một lần nữa này, cái sản phẩm này khi mà kê vào nhà thì nó sẽ kê theo hình chữ U như này thì rất là đẹp luôn đó. Và nếu mà nhà bác nào mà có không gian rộng ấy thì đặt cái bộ này vào thì cực kỳ là tuyệt vời đó. Và vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người chi tiết của bộ Minh Cúc Voi 10 món tay 13 chân 15. Và nếu mà bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0865 183 185 hoặc 0836 138 383. Và em khuyến khích mọi người hãy đến trực tiếp cơ sở với em để có thể lựa chọn ra những cái sản phẩm đẹp và chất lượng nhất đó. Và hẹn gặp lại mọi người ở trong các clip sau. Xin chào.